Thưa quý vị, vào chiều qua 18 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu Nhân. Đúng 18 giờ 40 phút theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, về phía Trung Quốc có các đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, một số cán bộ cấp cục và đông đảo quần chúng Trung Quốc. Về phía Việt Nam có cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Đặc biệt lễ đón còn có sự tham gia biểu diễn múa hát chào mừng của đông đảo thanh niên, thiếu niên, nhi đồng Trung Quốc. Chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đây là lần đầu tiên thăm Trung Quốc trên cương vị mới, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng diễn ra sau hai chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của hai đồng chí lãnh đạo cao nhất Đảng, Nhà nước hai nước, là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022. Nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên Trung Quốc mời thăm chính thức ngay sau đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 12 năm 2023. Đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt trong việc góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần tiếp tục phấn đấu trong công tác ngoại giao, kinh doanh thương mại, học tập nghiên cứu, hòa nhập cùng cộng đồng sở tại, củng cố sự tin cậy lẫn nhau, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, đề xuất các cơ chế hợp tác mới phù hợp với điều kiện cụ thể của hai nước, mang lại lợi ích cho cả hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, vì hòa bình và phát triển, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại. Đồng thời, luôn hướng về quê hương, đất nước, chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là cầu nối cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại tượng đài Bắc Hồ đặt trong khuôn viên Đại sứ quán. Thưa quý vị, vào sáng nay 19 tháng 8 tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến 20 tháng 8. Ngay sau lễ đón, lãnh đạo hai nước sẽ tiến hành hội đàm. Thưa quý vị, dự hội nghị triển khai năm học mới 2024-2025 vào sáng nay 19 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta cần xác định rõ và tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể, thầy cô giáo là động lực, nhà trường làm bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng. Học sinh, sinh viên không những chỉ tiếp thu kiến thức mà còn chủ động, tích cực rèn luyện, đức, trí, thể mỹ, ý chí vươn lên, hoài bão, ước mơ, khát vọng cống hiến. Và thầy cô giáo không chỉ truyền thụ kiến thức mà phải gương mẫu trong rèn luyện, luôn khích lệ, động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các em học sinh, sinh viên. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo đã đạt được 10 điểm sáng. Theo đó đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành kết luận 91 năm 2024, trong đó có một số điểm mới quan trọng là lương nhà giáo được ưu tiên cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. Công tác hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm. Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phát triển, đảm bảo tốt nhất quyền lợi học tập của học sinh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân và theo yêu cầu đào tạo nhân lực của đất nước. Cùng với đó là thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông dần đi vào ổn định.
Công tác phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ tiếp tục được các địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường. Đào tạo giáo dục đại học ngày càng được chú trọng và được cải thiện rõ nét về chất lượng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh. Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, sư phạm ngày càng minh bạch hơn, tăng cường tính thuận lợi cho cơ sở đào tạo và thí sinh, góp phần tiết kiệm nguồn lực xã hội, đánh giá đúng được năng lực của thí sinh. Cùng với biểu dương những kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2023-2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, việc đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông vẫn còn một số bất cập, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ở một số địa phương chưa phù hợp, vẫn còn tình trạng thiếu trường, lớp, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Tại một số địa phương, vẫn còn tồn tại phòng học nhờ, phòng học mượn, chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao, những ngành nghề, lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 9 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành giáo dục và đào tạo. Theo đó, cần tiếp tục tổ chức triển khai kết luận 91 của Bộ Chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm xây dựng kế hoạch hành động thực hiện kết luận 91 của Bộ Chính trị, trình Chính phủ ban hành trong quý 3 năm 2024. Thứ hai là chuẩn bị chú đáo các điều kiện cho năm học mới, từ trường lớp học, trang thiết bị, sách giáo khoa, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn. Tổ chức lễ khai giảng ngày 5 tháng 9 sắp tới, tạo không khí tươi vui, phấn khởi cho năm học mới. Thứ ba là tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế, chính sách về đổi mới giáo dục đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung xây dựng dự án luật nhà giáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và quy hoạch giáo dục đào tạo. Thứ tư là tổng kết đánh giá toàn diện việc triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa trung học phổ thông. Thứ năm là năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng các cơ quan, địa phương chuẩn bị thật kỹ để tổ chức kỳ thi bảo đảm chất lượng, an toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi nhất cho học sinh. Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội, đặc biệt là gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, là chỗ dựa tinh thần, vật chất, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thấu hiểu khó khăn, thách thức với từng lứa tuổi của các em học sinh, sinh viên. Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, làm chủ thể, thầy cô giáo làm động lực, nhà trường là cái bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng. Trước thềm năm học 2024-2025, tôi xin chúc toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, kiên trì mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã hằng mong ước. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên khai mạc kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến phiên họp sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 19 đến 22 tháng 8, trong đó dành 1,5 ngày tiến hành phiên chất vấn và xem xét 12 nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại phiên họp thứ 36 về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu 3 dự án, luật điện lực sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Nếu có sự đồng thuận cao có thể thông qua tại một kỳ họp với dự án điện lực sửa đổi và thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét quyết định bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và dự án luật phòng bệnh vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc trình dự án luật cần được xem xét kỹ theo quy trình soạn thảo để bảo đảm chất lượng. Các đồng chí chịu trách nhiệm trước Thường vụ và Quốc hội để xem xét kỹ nhiều lần của một cái luật để đảm bảo làm sao cái chất lượng là chúng ta được nâng lên. Bây giờ chúng ta nói bây giờ các đồng chí thấy tới đây thí dụ một luật mà sửa nhiều luật. Vì sao luật ban hành mà nó còn chồng chéo, nó có những vấn đề là phải chỉnh sửa. Luật ban hành rồi thực hiện chỉnh sửa không nói,
nhưng mà có những luật ban hành chưa thực hiện là phải là chỉnh sửa. Các đồng chí xem lại là vấn đề mà chúng ta xây dựng pháp luật vừa qua, nó kẽ hở nào, công đoạn nào mà chúng ta làm chưa kỹ thì chúng ta phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tôi cũng muốn nhấn mạnh các đồng chí là còn 3 kỳ họp nữa, chúng ta phải làm thật kỹ, thật chắc. Luật nào ra đời thì phải có cái chất lượng, có tuổi thọ rất là cao. Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành 1,5 ngày cho chất vấn, qua đó đánh giá toàn diện việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn, giám sát từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết năm 2023 trên 9 lĩnh vực. Tại phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổ chức diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát cũng như các nội dung giám sát khác và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có việc thông qua nghị quyết quy định một số nội dung liên quan đến các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là đô thị giai đoạn 2023-2025. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 để đầu năm 2025 tập trung cho đại hội đảng bộ các cấp, triển khai hiệu quả kết luận số 40. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của đoàn giám sát và thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Báo cáo giám sát cho thấy việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đạt kết quả tích cực, nhất là giai đoạn 2015-2021 vượt mục tiêu đề ra. Các đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp tổ chức lại đã phát huy được vai trò chủ đạo, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Hầu hết các cơ quan đã xây dựng đề án tinh giản biên chế sự nghiệp, hưởng lương từ ngân sách nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Giai đoạn 2015-2021, tổng biên chế sự nghiệp giảm vượt mục tiêu đề ra, giảm 11,67% trên chỉ tiêu 10%. Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu còn mang tính cơ học, tốc độ sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đang chậm lại, việc giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước ở các địa phương đạt tỷ lệ thấp, còn tình trạng cao bằng trong việc thực hiện chỉ tiêu giảm 10% biên chế sự nghiệp. Các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được triển khai chậm, kết quả không cao, việc thực hiện cơ chế tự chủ chưa bền vững, đồng bộ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp nêu trong báo cáo giám sát, trọng tâm là hoàn thiện thể chế, sửa 21 luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy quá trình đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thời gian tới. Sáng nay, theo thông tin từ Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân vừa từ trần, hưởng thọ 84 tuổi. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân sinh tại An Giang, hiện là hội đồng sáng lập và quyền hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ. Ông được biết đến là cha đẻ của nhiều giống lúa ngon của vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là chuyên gia hàng đầu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học, nghiên cứu về nông nghiệp của Việt Nam và hỗ trợ vấn đề an ninh lương thực cho các nước trong khu vực. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân đã được Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông từng là đại biểu Quốc hội liền ba khóa 7, 8 và 9, đồng thời giữ các chức danh lãnh đạo của nhiều trường đại học khu vực phía Nam. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến sáng nay ngày 19 tháng 8 đã có khoảng 230 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2024. Đến sáng ngày 19 tháng 8, theo thống kê đã có khoảng 230 trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024. Mức điểm chuẩn cao nhất tới thời điểm hiện tại là hai ngành sư phạm, ngữ văn và lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cả hai ngành trên đều lấy từ 29,3 điểm thang 30 điểm, tức trung bình gần 9,77 điểm mỗi môn mới đỗ.
Nhiều ngành của trường này cũng lấy ở mức 27 đến 28 điểm trở lên mới trúng tuyển. Xếp sau đó là điểm chuẩn ngành sư phạm tiếng Anh và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn là 38,45 điểm, tức mức trung bình là gần 9,62 điểm mỗi môn mới đỗ. Gần như các trường đại học đã hoàn tất công bố điểm chuẩn năm 2024. Trong ngày 19 tháng 8, thí sinh tiếp tục chờ điểm của một số trường thuộc khối công an và một số trường khác như Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Bạc Liêu, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Học viện Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, chậm nhất đến 17 giờ ngày hôm nay ngày 19 tháng 8, các trường đại học cao đẳng phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1. Theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm cả nước ghi nhận hơn 52.900 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số mắc giảm 15%, số tử vong giảm 10 ca. Bộ Y tế cho biết chỉ trong một tuần qua, cả nước ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tích lũy từ đầu năm, cả nước ghi nhận 52.957 trường hợp, trong đó có 6 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số ca mắc giảm 15%, số ca tử vong giảm 10 ca. Ngoài ra, một số bệnh dịch lưu hành trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đang có xu hướng gia tăng, đồng thời cũng ghi nhận rải rác các trường hợp mắc một số bệnh truyền nhiễm có vaccine dự phòng. Do đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi sinh hoạt, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng khuyến cáo khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tiếp theo là các tin tức đáng lưu ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến bộ ngành về luật việc làm sửa đổi, góp ý cho dự thảo. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng lên 75% bình quân tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi nghỉ việc. Mức đề xuất này tăng 15% so với mức trợ cấp hiện hành. Mức trợ cấp thất nghiệp hiện hành là 60%. Lý giải về đề xuất này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đa số các doanh nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức tối thiểu vùng và mức lương này còn thấp. Cơ quan chức năng cần tăng trợ cấp thất nghiệp lên 75% nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người lao động có cuộc sống tối thiểu khi mất việc làm. Bộ Xây dựng cho biết hiện nay có thêm 4 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Cụ thể, ngoài 4 ngân hàng quốc doanh, hiện có thêm 4 ngân hàng thương mại gồm TP Bank, VP Bank, MB Bank và Techcombank đã có văn bản đăng ký tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với số tiền đăng ký của mỗi ngân hàng là 5.000 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng số ngân hàng thương mại tham gia lên 8 ngân hàng với 140.000 tỷ đồng. Đến nay đã có 34 trên 63 tỉnh thành có văn bản công bố 78 dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi trên cổng thông tin điện tử. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Thí sinh thi bắt buộc 2 môn gồm ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2025 muộn nhất vào tháng 11. Tiếp theo trong chương trình, trình Chính phủ ban hành nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trong quý 3. Thí điểm cửa khẩu thông minh kết nối với Trung Quốc. Bộ Công Thương cho biết đang phối hợp với các bộ ngành cơ quan chức năng hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu để trình Chính phủ trong quý 3 năm nay. Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ ngành cơ quan chức năng, nhất là Bộ Tài chính, hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu thay thế nghị định số 83 năm 2014 và các nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 83 đã được ban hành trước đó nhằm bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách cho sự phát triển ổn định, hiệu quả của thị trường xăng dầu, đồng thời sẽ sớm trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu trong quý 3 năm 2024.
Đáng chú ý, góp ý cho dự thảo lần này, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp thời gian tới cần phải cắt giảm bớt can thiệp hành chính của nhà nước trong điều hành giá xăng dầu, trao quyền cho doanh nghiệp quyết định giá bán để tạo lập thị trường cạnh tranh. Lý giải cho đề nghị này, các chuyên gia cho rằng để thị trường quyết định giá xăng dầu sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cố gắng nỗ lực tiết giảm chi phí đầu vào, thậm chí các doanh nghiệp có thể mua lúc giá rẻ và bán ra lúc giá cao, như vậy sẽ có giá hợp lý mà không chịu giá chung, từ đó khuyến khích các doanh nghiệp tạo ra tiềm lực, khả năng kinh doanh tốt. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của Việt Nam và Hữu Nghị Quan của Trung Quốc. Đề án được Chính phủ phê duyệt thí điểm được áp dụng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119, 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 đến 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Việt Nam, Hữu Nghị Quan Trung Quốc. Mục tiêu đưa tỉnh Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm vùng Đông Bắc. Phấn đấu đến năm 2027, năng lực thông quan tại khu vực được phê duyệt gấp 2-3 lần so với hiện nay. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 đến 1120 đạt khoảng 85 tỷ đô la Mỹ, còn qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 đến 1089 đạt khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 175.000 tấn sầu riêng được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai, đạt giá trị kim ngạch hơn 660 triệu đô la Mỹ. Sầu riêng là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất qua cửa khẩu Lào Cai, chiếm tới hơn 60% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu. Hiện trung bình mỗi ngày có từ 200 đến 250 tấn sầu riêng được thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai. So với các loại hàng nông sản truyền thống khác, sầu riêng có giá trị cao gấp từ 7 đến 8 lần. Mặt hàng này phải đáp ứng được nhiều yêu cầu mới được thông quan, như mã vùng trồng, mã xuất khẩu, truy xuất hàng hóa, bao bì. Tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xuất khẩu quả sầu riêng. Quả sầu riêng xuất khẩu thuận lợi đã đóng góp quan trọng vào giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của Lào Cai và số thu phí hạ tầng cho cửa khẩu Lào Cai. Vụ phát triển thị trường chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư cần cẩn trọng khi lựa chọn cổ phiếu, khẳng định chỉ doanh nghiệp kinh doanh tốt, tuân thủ quy định mới có thể niêm yết. Vụ phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban chứng khoán vừa có một số lưu ý tới việc đầu tư các cổ phiếu bị hủy niêm yết. Để tránh những rủi ro thất thoát vốn, cơ quan quản lý đề nghị nhà đầu tư cần nắm rõ những quy định liên quan tới việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu. Trong đó, hủy niêm yết bắt buộc góp phần tạo môi trường công bằng, minh bạch. Chỉ những doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, tuân thủ quy định pháp luật mới có thể niêm yết chứng khoán lâu dài trên thị trường. Cơ quan quản lý đề nghị nhà đầu tư trang bị kiến thức, hiểu biết thị trường, nền tảng tài chính và triển vọng của doanh nghiệp trước khi đầu tư vào những mã này. Nhà đầu tư cần cẩn trọng trong việc lựa chọn đầu tư cổ phiếu, xem xét khả năng tuân thủ quy định pháp luật nói chung, quy định pháp luật chứng khoán nói riêng và doanh nghiệp đó, đồng thời cần lưu ý sự tuân thủ pháp luật của những người điều hành doanh nghiệp. Tiếp theo là một số tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý. Cục Hàng hải Việt Nam cho biết sau một thời gian tăng giá mạnh, giá cước vận tải biển bắt đầu giảm dần từ đầu tháng 7 năm 2024. Tính đến trung tuần tháng 8, giá cước đã giảm trên tất cả các tuyến, mạnh nhất là trên tuyến châu Á đi bờ Tây nước Mỹ và châu Âu với mức giảm khoảng 20-30% so với cùng kỳ tháng trước. Mức giá trên các tuyến vận tải khác cũng giảm khoảng từ 15-25%. Giá cước vận tải giảm, sản lượng hàng hóa vận tải biển đang có dấu hiệu tăng trưởng. Trong 7 tháng của năm 2024, sản lượng đạt gần 500 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam lũy kế 7 tháng đầu năm 2024 đạt 23,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9% so với cùng kỳ, tương ứng với mức tăng 1,33 tỷ đô la Mỹ. Tháng 7 năm 2024 là tháng đầu tiên trong năm đạt kim ngạch xuất khẩu dệt may vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022. Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho hay, hầu hết doanh nghiệp ngành dệt may đến nay đã có đủ đơn hàng sản xuất hết quý 3 năm 2024 và đang tiếp tục đàm phán ký kết cho quý 4 năm 2024, mùa cao điểm sản xuất các đơn hàng dịp Noel và Tết Nguyên đán. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam năm 2024 tăng từ 8 đến 10% so với năm 2023. Huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 57 thửa đất
tại khu vực đầm thôn Mục Xá, xã Cao Dương vào ngày 8 tháng 9. Giá khởi điểm lần thông báo này là 8,8 triệu đồng một mét vuông, tăng 703.000 đồng so với trước đó. Đây là thông báo đấu giá thứ hai sau khi huyện này thông báo hủy lịch đấu giá vào ngày 17 tháng 8 vừa qua. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2024, huyện Thanh Oai sẽ tổ chức 5 phiên đấu giá đất tại 3 khu đất trên địa bàn huyện với tổng diện tích gần 9 ha. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.